Kinh cầu nguyện với Đức Mẹ có truyền thống lâu đời trong Hội Thánh, đó là kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình. Đối với bản thân con thấy lời kinh này rất ý nghĩa và rất thích ngay từ khi còn nhỏ trong gia đình. Mấy hôm vừa rồi về gia đình, vào buổi tối gia đình con đọc kinh, nghe lại những lời kinh này, con cảm thấy là lời kinh thật sâu đậm. Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, mọi nỗi ưu phiền và mọi khó khăn vất vả, có Mẹ ở với gia đình của chúng con, gia đình của chúng con không còn sợ hãi và có Mẹ cùng dìu dắt nâng đỡ gia đình của chúng con, để gia đình của chúng con vượt qua biển đời trần gian này và cùng Mẹ tới hạnh phúc vinh quang. Con quên lời kinh cuối rồi. Bình thường thì thuộc, nhưng mà đọc như này tự nhiên quên. Nhưng mà lời kinh rất là ý nghĩa. Thưa ông bà và anh chị em, gia đình của chúng con long đong tối ngày, nhưng mà có Mẹ ở đây với chúng con quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Đó là kinh nghiệm của giáo hội, thương bà và anh chị em. Không phải chỉ là kinh nghiệm cá nhân của mỗi người chúng ta là con cái của Mẹ đâu, mà là kinh nghiệm ngay từ thuở ban đầu của giáo hội trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử qua. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, 4 cuốn sách tin mừng đấy, thì Thánh Gioan thuật lại hình ảnh của Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Đó là hình ảnh cuối cùng trong 4 cuốn sách tin mừng đề cập tới Đức Mẹ. Mà trong sách Công Vụ Tông Đồ đề cập tới Đức Mẹ sau khi con của Mẹ sống lại đó, đó chính là bài đọc thứ nhất sách Công Vụ Tông Đồ chúng ta vừa nghe đó. Mẹ ở nhà tiệc ly với các tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời. Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu Ngài ở với các tông đồ, các môn đệ, hiện ra với các Ngài, với những người trung thành với Ngài trong vòng 40 ngày. Chúa Giêsu ở lại trần gian này mà mắt xác thịt của các tông đồ, các môn đệ còn chứng kiến, các Ngài còn gặp gỡ, còn ăn uống với Thầy của mình trong vòng 40 ngày, thì Chúa Giêsu được cất lên trời. Và Chúa Giêsu căn dặn là hãy làm chứng nhân của Thầy, là ra đi để làm chứng về cái chết và sự phục sinh của Thầy. Sau đó các tông đồ trở về nhà tiệc ly, và sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại rằng có Đức Maria ở giữa các Ngài để đợi Chúa Thánh Thần xuống. 10 ngày sau, Chúa Thánh Thần được ban cho cộng đoàn các tông đồ, các môn đệ, và có Mẹ Maria ở cùng. Kính thưa ông bà và anh chị em, đọc sách Công Vụ Tông Đồ chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đó, các tông đồ mặc dù là được Thầy hiện ra, gặp gỡ, đàm đạo, ăn uống, nhưng mà lòng các tông đồ còn sợ hãi lắm, sợ sệt lắm, và vẫn còn nghi ngờ, chưa tin đâu. Đức tin của các tông đồ, của các môn đệ Chúa Giêsu vào Thầy của mình đó, còn mờ nhạt lắm, còn sợ người Do Thái, còn đóng kín cửa phòng lại, không dám ra đi, chưa dám ra đi.
để nói rằng Giê-xu Nazareth bị đóng đinh vào thập giá, chết và đã sống lại đấy. Ngài đã sống lại rồi, đã chiến thắng sự chết rồi. Không dám, vẫn còn ở trong phòng. Sau khi được Thánh Thần ban cho ngự xuống trên từng người, và lúc đó cộng đoàn các tông đồ mới mở ra để làm chứng cho Thầy. Như Thầy căn dặn ra đi là làm chứng nhân cho Thầy, rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối và chịu phép rửa nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Trong cái bối cảnh hoang mang, sợ hãi đó và chưa có vững tin đó, thưa ông bà và anh chị em, hình ảnh Đức Maria ở giữa đó, đó là một hình ảnh thật đặc biệt. Mẹ Maria không có nói gì cả. Sách Công Vụ Tông Đồ không có thuật lại một lời nào của Đức Mẹ. Mẹ không an ủi, nâng đỡ bằng lời nói với các tông đồ, các môn đệ, không căn dặn điều gì đó, không căn dặn một điều gì cả. Nhưng mà Sách Công Vụ thuật lại rằng trong nhà tiệc ly đó, đợi Thánh Thần xuống, trong bầu khí của cầu nguyện có mẹ Maria ở giữa. Mẹ Maria là trung tâm. Thì chúng ta hiểu rằng mà sự xuất hiện của mẹ, việc mẹ ở giữa các tông đồ đó, làm cho các tông đồ, các môn đệ và những người theo Chúa Giê-xu, con của mẹ, vững tâm biết bao, được an ủi, được nâng đỡ biết bao. Chắc chắn là như vậy. Và trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, giáo hội kinh nghiệm về điều này. Ông bà và anh chị em đọc lịch sử của giáo hội trong thời kỳ khó khăn, việc mẹ hiện ra an ủi nâng đỡ con cái của mẹ, việc mà giáo hội dâng thế giới cho trái tim của mẹ, cho lòng thương xót của mẹ, và những kinh nghiệm của cá nhân, của từng Kitô hữu, của các thánh, chúng ta thấy rõ hình ảnh của mẹ Maria ở giữa cộng đoàn của hội thánh, hình ảnh của mẹ Maria ở giữa gia đình của mỗi người chúng ta. Và chúng ta trung thành, trung tín với con của mẹ, thì chúng ta trong đời sống đức tin đó, mẹ Maria như là hiện diện trong đời sống trung tâm, đời sống của mỗi người chúng ta, thưa ông bà và anh chị em. Có rất nhiều anh chị em tới ngôi đền Đức Mẹ Cứu Giúp này để cầu nguyện với Đức Mẹ Cứu Giúp nơi đây. Và có nhiều anh chị em chạy tới với chúng con để gặp gỡ khi mà gia đình có vấn đề. Cách đây khoảng hơn một tuần, có hai anh chị còn trẻ lắm. Con đang ngồi tòa giải tội, ngồi tòa ở bên ngoài. Con thấy hai anh chị tới mà hết người xưng tội rồi. Con ra con bảo là anh chị xưng tội hả? Tự nhiên anh quỳ xuống, khóc lóc. Anh bảo con không xưng tội, con xin gặp cha một chút. Rồi là anh nói rằng là đêm vợ con mê sảng, nằm mơ, rồi là cầm dao, rồi là đi quanh nhà. Con trích camera, con sợ hãi quá. Đau khổ, sợ hãi tột cùng, không biết sao cả. Thưa ông bà và anh chị em, những trường hợp như vậy đó, hoặc những cái đau khổ tương tự trong đời sống gia đình đó, một điều mà con thường nói với lại các gia đình những trường hợp đó, đó là dẫn ra bàn thờ Đức Mẹ và cùng cầu nguyện với gia đình. Chỉ dâng gia đình cho Đức Mẹ thôi, mình không biết làm gì hơn. Nói anh chị cố gắng về đọc kinh gia đình với nhau, mang nước phép về để đọc kinh xong thì rảy quanh nhà và xin Chúa ban bình an cho gia đình, và dẫn gia đình trẻ đó ra bàn thờ Đức Mẹ. Các trường hợp khác đối với bản thân con cũng vậy, không biết là làm gì trước tiên, nhưng mà bám víu vào Đức Mẹ, bởi vì mẹ hàng cứu sức, mẹ là mẹ của chúng ta. Chúng ta là con cái của mẹ. Mẹ ở với chúng ta và mẹ thương chúng ta. Mẹ biết từng hoàn cảnh sống của gia đình của chúng ta.
Cho nên hôm nay ngày thứ bảy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Cứu Giúp. Xin cho mỗi người chúng ta có kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, tức hiệu Mẹ Cứu Giúp, ở trung tâm đời sống của mỗi người chúng ta, trung tâm đời sống gia đình của chúng ta, để chúng ta chạy đến với Đức Mẹ. Thương bà và anh chị em, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta có những lao đao vất vả, có những khó khăn. Đã. Gia đình của chúng ta long đong tối ngày. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ của chúng ta để xin Mẹ chúng ta dìu dắt, nâng đỡ và bảo vệ mỗi người gia đình của chúng ta. Rất nhiều anh chị em không biết là dạy con cái của mình như thế nào, không biết hướng dẫn con cái của mình như thế nào trong một xã hội rất là rối ren và có nhiều cạm bẫy lôi con cái của mình ra khỏi tầm tay của mình. Những cám dỗ, rất là nhiều em nhỏ bây giờ đã tập hút thuốc lá điện tử và có nguy cơ để nghiện ngập, rồi là nghiện game, rồi là những cái thứ khác lôi con cái của mình ra khỏi gia đình của mình. Hãy dạy con của mình biết cầu nguyện, chạy đến với Đức Mẹ, kính mừng. Đó. Đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh, làm dấu đi ngủ, dạy con cái của mình cầu nguyện với Đức Mẹ để xin Đức Mẹ bảo vệ con cái của mình. Trước tiên là xin Đức Mẹ hướng dẫn dạy dỗ con cái của mình, thay đổi lòng. Bởi vì chúng ta đôi khi đó, dạy dỗ không đụng được chính cõi lòng con cái của chúng ta, thì xin Mẹ đụng vào cõi lòng con cái của chúng ta. Những người thân của chúng ta mà chúng ta muốn người thân của chúng ta thay đổi, hay là muốn người thân của chúng ta trở về với Chúa, xin Mẹ hướng dẫn, dìu dắt, và xin Mẹ uốn nắn, dạy dỗ, và xin Mẹ đụng vào nơi cõi lòng con cái của chúng ta để đưa con cái của chúng ta về đường ngay nẻo chính. Xin cho chúng ta có lòng cậy trông, lòng yêu mến Đức Mẹ và chạy đến với Mẹ. Lạy Mẹ Cứu Giúp, xin Mẹ cứu giúp mỗi người, mỗi gia đình của chúng con, để chúng con trung thành với Chúa, để chúng con cảm nghiệm được sự che chở, hướng dẫn, sự hiện diện của Mẹ trong đời sống gia đình cá nhân của chúng con. Và nhờ đó chúng con sống đức tin mạnh mẽ, và nhờ đó chúng con làm chứng cùng với Mẹ về con của Mẹ Đức Giêsu Kitô là Chúa đã chết và sống lại để cứu độ mỗi người chúng con và cứu độ nhân loại này. Amen.